Wow, phải nói là vô cùng ấn tượng. Thì đối với mình nha, một chiếc loa với một kích thế nhỏ gọn như vậy cho ra một cái chất âm vô cùng mạnh mẽ, và kết hợp với đó là rất nhiều những tính năng hay ho khác, bao gồm cả kháng nước, pair true wireless hai cái với nhau, thì mình có thể nói luôn vô đối trong phân khúc giá. Nếu mà bạn chưa biết về mẫu loa này thì hãy cùng mình đến với bài đánh giá chi tiết mẫu loa AlphaWorks Rai này nhé. AlphaWorks là một thương hiệu đến từ nước Mỹ và đang được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam bởi BGI. Đó, thì trên kênh của Audiolab, bọn mình cũng đã từng làm những mẫu loa của AlphaWorks rồi, nhưng mà trước đây họ chỉ làm những mẫu loa to mà thôi. Và đây là lần đầu tiên họ mang về thị trường Việt Nam cái mẫu loa vô cùng nhỏ gọn như vậy. Đó, và có tên gọi là Rai. Thì lý do tại sao có Rai thì mình đã để một cái đường link của bạn Ngọc đã làm bên kênh Audiolab về mẫu Rai này rồi ha. Thì đây là một chiếc loa được tạo ra dành cho những bạn thích luyện tập thể dục thể thao ở ngoài trời, đặc biệt là bộ môn chạy xe đạp ha. Các bạn cũng thấy cái dây đeo ở đây thì bạn cũng biết rồi. Cho bạn nào mà thích chạy xe đạp buổi sáng mà muốn vừa chạy vừa có nhạc để enjoy thì móc cái này lên xe đạp và chạy mà thôi. Nhưng mà với mình, hôm nay mình sẽ nói về những cái điểm hay của nó đối với một người mà không thích chạy xe đạp như mình đi thì nó sẽ như thế nào ha. Thì cái điểm đầu tiên mình ấn tượng về mẫu AlphaWorks Rai này đó chính là cái sự nhỏ gọn và vô cùng nhẹ của nó. Trước đây khi mà nhìn những mẫu loa di động mà có tích hợp pin bên trong thì ít nhiều thì nó cũng khá là nặng đúng không? Nhưng mẫu này nhẹ không tưởng luôn. Trên thông số mà nhà sản xuất đưa ra thì cái mẫu loa này rơi vào khoảng 300 mấy chục gram đó. Còn mình cầm trên tay thì mình thấy là nó còn nhẹ hơn cả những mẫu máy tính bảng mà mình đang sử dụng này. Cần phải nói rõ luôn, tuy là nó nhẹ nhưng mà thiết kế của nó mình đánh giá là nó khá là bền nha các bạn. Thì mình xài cái mẫu loa này khoảng được 2 tuần qua để trải nghiệm. Thì mình đã từng làm rớt xuống đất rồi, từng rớt xuống sàn gạch bên ngoài luôn. Và mẫu loa này gần như là không hề có xây xước gì đáng kể cả. Các bạn sẽ thấy là toàn bộ cái phần bọc vải bên ngoài này nhìn nó rất là chắc chắn và độ hoàn thiện cũng cao nữa. Gần như là không hề có chỉ thừa nào cả. Nhìn rất là liền mạch luôn. Mình để ý luôn nha, nếu mà các bạn nhìn kỹ nè, sẽ không có một cái ốc vít nào hiện bên ngoài cả. Một khối vô cùng liền mạch luôn. Một chiếc loa 600.000 mà có cái độ hoàn thiện cao như vậy thì mình đánh giá đây là một điểm cộng trên mẫu loa này ha. Nhà sản xuất loa này dành cho ai cũng có thể xài được, từ bọn mình là những người rành công nghệ ha, cho tới các bạn mà mua tặng cho ông bà cha mẹ ở nhà đi thì họ cũng rất là dễ dàng để làm quen. Các bạn thấy có hai cái nút siêu to khổng lồ ở đây, đó là dấu cộng và dấu trừ. Nhìn vô như vậy thôi là các bạn cũng biết là để làm gì rồi đúng không? Dấu trừ là để giảm âm lượng và dấu cộng là để tăng âm lượng. Đây có thể nói là hai nút xài nhiều nhất trên các mẫu loa di động ha. Và AlphaWorks Rai có hai cái cục này rất bự ở đây để cho chúng ta dễ dàng thao tác. Nhìn qua mặt sau thì chúng ta sẽ có thêm hai nút cứng nữa và được nằm trong một cái phần bọc cao su ở đây, đó chính là nút nguồn và một cái nút play ở đây. Thì ngoài cái nút gọi là tắt mở nguồn và play đây thì cái nút này còn có thêm một cái công dụng nữa là pair hai cái mẫu loa True Wireless lại với nhau. Và trong bên đây khi mà các bạn khựi lên có hai cổng kết nối, đó là cổng USB-C, cái jack 3.5mm và một cái đèn báo hiệu sạc ha. Thì tại sao có cái bao cao su dày này ở đây thì đó là do tính năng kháng nước của cái mẫu loa này, do là hướng tới những người mà xài ngoài trời nhiều, chẳng hạn như là đang đạp xe mà trời mưa đi, đang ngồi ngoài công viên trời mưa to đi, hoặc là thậm chí là mang xuống hồ bơi để party với bạn bè đi, thì mẫu loa này có tiêu chuẩn kháng nước lên tới IPX7. Và bọn mình cũng đã demo thử rồi, mình sẽ show cho bạn coi luôn. Mình mang cái loa này ra hồ bơi và quẩy nhạc tưng bừng luôn và vẫn không hề có một chút nào đó hư hỏng hay gì cả. Rồi, nói về cái cấu hình bên trong đi, thì cái mẫu loa AlphaWorks Rai này được trang bị một cái củ loa toàn giải kích thước là 2 inch. Thì đúng rồi, với một cái mẫu loa nhỏ gọn này thì chúng ta không thể nào đòi hỏi một cái củ loa nó lớn hơn được. Rồi, trong suốt 2 tuần qua mình đã dùng cái mẫu AlphaWorks Rai này để nghe nhạc nè, xem phim giải trí nè, và mình có thể nói luôn cực kỳ hài lòng với chất âm mà chiếc loa này mang lại. Cái công suất thực tế của cái mẫu loa này lên tới 10W. Như các bạn cũng biết, nếu như các bạn mà dò những cái mẫu loa di động mà tầm giá 5-600 trên thị trường nha, nhỏ gọn ha, để coi cái đối thủ trực tiếp của nó là mẫu JBL Go đi, thì cái công suất của nó chỉ rơi vào khoảng là 4.5W mà thôi. Còn con này thì công suất nó lên tới 10W. Đó, cho nên đó là cái mức âm lượng
là cái điểm cộng đầu tiên trên cái mẫu loa này. Còn về chất âm thì khi mà mình nghe những cái bản nhạc mà EDM sôi động, cái mẫu loa này cho một cái bass nó rất là tròn trịa. Tất nhiên là nó sẽ không xuống là quá là sâu, bởi vì đây là vẫn là một chiếc loa nhỏ gọn và di động nha các bạn, nhưng mà nó đủ đáp ứng cho mình trong cái quá trình mà mình nghe. Còn khi mà mình nghe qua những cái bài hát mà nó thiên về vocal nhiều hơn thì chiếc loa này nó cũng làm khá là tròn vai, chi tiết ổn, tách bạch và không có sự xâm lấn giữa các dải với nhau. Nghe nhạc để giải trí thì mình đánh giá là cái chất âm của chiếc Alpha Quad Ride này nó ổn. Nghe nhạc hay thôi là chưa đủ, khi mà các bạn mà kết hợp pair True Wireless hai mẫu loa này song song lại với nhau thì nó lại xuất hiện một cái công dụng mà mình không ngờ tới luôn. Ban đầu khi mà mình định hình chiếc Alpha Quad Ride mình cầm trên tay là chắc là mình sẽ mang ra công viên mình test, mình nghe nhạc, mình chill với bạn bè. Nhưng mà lúc mà mình ở nhà mình pair hai cái loa này với nhau, mình dùng để mình xem phim ở trên Netflix nha, thì mình phải nói là vô cùng ấn tượng luôn. Khi mà các bạn mà mua hai cái mẫu loa này về, các bạn thử mà bật cái những bộ phim mà có hỗ trợ Dolby Atmos lên, hoặc là các bạn lên YouTube các bạn mở những cái bài test đó lên, thì các bạn sẽ thấy là âm thanh nó sẽ dịch chuyển từ bên tay trái qua tay phải và quay ngược lại và tạo cho mình một cảm giác rất là phấn khích khi coi. Và đặc biệt khi mà các bạn mà kết hợp hai mẫu loa này với nhau thì công suất cực đại của nó lên tới 20W. Thì như vậy á, đối với bạn nào mà có nhu cầu mà xem phim giải trí tại gia đó, thì các bạn có thể kết hợp hai mẫu loa này với laptop nè, với máy chiếu hoặc là với TV, thì các bạn sẽ có một trải nghiệm rất là tốt. Khi mà nói về cái việc xem phim thì còn có điểm nữa mình nãy giờ mình chưa có nói, đó chính là cái kết nối Bluetooth. Thì hai trên hai cái mẫu loa này được trang bị công nghệ Bluetooth kết nối lên tới là Bluetooth 5.3. Chính vì vậy mà kết nối nó rất là ổn định. Trong quá trình mình trải nghiệm suốt 2 tuần qua thì gần như là mình không gặp phải cái tình trạng gọi là bị delay tiếng hay là bị giật lắc trong quá trình mình sử dụng ha. Thì đây cũng một cái điểm mà rất là đáng khen trên mẫu Alpha Quad Ride này. Cuối cùng là về thời lượng sử dụng pin của cái mẫu loa này như thế nào. Thì ban đầu như mình có nói á, mẫu loa này cầm rất là nhẹ nha, nhưng mà bên trong của nó lại được trang bị một cái viên pin lên tới 1200 mAh. Theo với trải nghiệm cá nhân của mình nha, mình gần như mình chẳng bao giờ mình xài hết được cái dung lượng pin của mẫu loa này cả. Khi mình sạc đầy cái mẫu loa này và mình xài từ sáng tới tối, bao gồm cả việc mình xem phim, mình nghe nhạc chán chê, mình còn gọi luôn cả video call cho với vợ mình. À, cái mẫu loa này có hỗ trợ mic nha các bạn. Các bạn có thể gọi Zalo, gọi Telegram bình thường nha. Mình gọi chán chê luôn nhưng mà nó vẫn không hết pin các bạn à. Và mình không biết cách nào mà mình có thể test được hả? Không lẽ mở rồi cho nó chạy 2-3 ngày cho nó hết hay sao thì mình không biết. Cho nên các bạn khi mà dùng mẫu loa này, các bạn cứ tự tin xài gì thoải mái cho mình. Xài từ sáng tới tối, bạc ti từ sáng tới tối luôn, về tới ban đêm cắm sạc là ban ngày có thể xài tiếp được rồi. Để tổng kết lại về cái mẫu Alpha Quad Ride này thì có thể nói nãy giờ các bạn thấy là mình khen khá là nhiều về cái mẫu loa Alpha Quad Ride này ha. Thì thực sự đây cũng là một cái sự thật thôi, bởi vì với một cái tầm giá mà niêm yết là 649.000 thì mình nghĩ nha, khi mà nó được bán ra kèm theo những cái voucher coupon giảm giá thì các bạn có thể sở hữu cái mẫu loa này loanh quanh với mức giá khoảng 500.000 cho tới 550.000, thì đây một mức giá quá là hời cho cái mẫu Alpha Quad Ride này. Thứ nhất, nó nhỏ gọn, nó nhẹ nhàng, nó có kháng nước cao. Chất âm thì vừa nghe nhạc được, vừa xem phim được, đặc biệt pair hai con lại xem phim vô cùng tuyệt vời. Và một thời lượng sử dụng pin rất là trâu bò luôn. Đó, thì đây là tất cả những cái trải nghiệm của mình về mẫu Alpha Quad Ride này. Nếu như bạn nào còn lăn tăn những cái gì về mẫu loa này, hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ xem và trả lời cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.